Kính thưa quý vị, khoảng 200 bà mẹ và trẻ em Nhật Bản đã tham gia một cuộc diễn hành Halloween vào ngày thứ Tư tại Tokyo. Quỷ nhỏ yêu tinh và tất cả mọi thứ ngộ nghĩnh, từ người ngoài hành tinh đến người dơi đi diễn hành qua khu dân cư của Tokyo, đi kèm với cha mẹ của các em nhỏ để chào mừng ngày lễ. Bé Kazuma Katsuhara, 3 tuổi, cho biết em rất thích. Những người tổ chức cũng đến chơi trò, cho kẹo hay bị ghẹo, kiểu Nhật Bản. Thay vì đi quanh nhà hàng xóm như ở Hoa Kỳ, các em đã đến các cửa hàng để xin kẹo. Cha mẹ các em mua sẵn một phiếu 12 Mỹ Kim để các em được mua một túi kẹo từ mỗi cửa hàng khi chơi trò chơi xin kẹo, tức là trick or treat. Vì nhiều người Nhật Bản không quen chuyện có người lãng vãng ở nhà họ để xin ăn. Năm nay có khoảng 500 trẻ em tham gia trò chơi trick or treat, cho kẹo hay bị ghẹo, với gần 50 cửa hàng tham gia.